Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng gặp nhau trong thời lượng của kênh Thời sự TV. Bộ Công an điều tra 4 người trong gia đình tử vong sau bữa ăn trưa. Sau khi dùng bữa trưa, bốn người trong gia đình ở Hưng Yên có biểu hiện đau bụng, buồn nôn và sau đó lần lượt tử vong. Chiều ngày 29 tháng 12, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên cho hay các đơn vị chuyên môn của Bộ Công an, Bộ Y tế đang phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên và Công an huyện Kim Động Điều tra nguyên nhân tử vong của 4 người tại xã Hùng An, huyện Kim Động. Thông tin ban đầu, trưa ngày 26 tháng 12, gia đình ông Nguyễn Văn Sảng có mời các con cháu đến chơi và ăn cơm trưa. Tổng cộng có 9 người, gồm vợ chồng ông Sảng và gia đình hai con gái là chị Nguyễn Thị Tươi và Nguyễn Thị Tình. Sau bữa trưa, cả hai gia đình con gái của ông Sảng về nhà ở thôn Duyên Yên, xã Ngọc Thanh và thôn Vĩnh Đồng, xã Đồng Thanh, huyện Kim Động. Tuy nhiên đến tối cùng ngày, cả nhà tá hỏa khi con trai 8 tuổi của chị Tươi và cháu bé 4 tuổi con chị Tình có biểu hiện đau bụng, nôn mửa và tử vong tại nhà. Gia đình hai cháu bé đều từ chối giám định pháp y và tổ chức an táng cho các cháu. Chị Tươi và chị Tình sau đó cũng có triệu chứng đau bụng, buồn nôn và được đưa đi cấp cứu tích cực tại bệnh viện ở Hà Nội. Đến 16 giờ ngày 28 tháng 12, sức khỏe của chị Tươi chuyển biến xấu và không qua khỏi. Chiều ngày 29 tháng 12, chị Tình cũng đã tử vong. Như vậy đã có 4 trên 9 người trong gia đình ông Sảng tử vong sau bữa ăn trưa. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Liên quan đến vụ việc bé gái bị đánh tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng chồng cũ có trách nhiệm liên đới với cái chết của con gái 8 tuổi bị người tình của người này bạo hành. Mẹ nạn nhân, chị Nguyễn Thị Hạnh 36 tuổi, nhờ anh ruột Nguyễn Quang Vinh làm việc với công an quận Bình Thạnh về vấn đề này. Trước đó, cơ quan điều tra bắt tạm giam Nguyễn Võ Quỳnh Trang, 26 tuổi, vợ sắp cưới của bố nạn nhân về tội hành hạ người khác. Trong 3 tiếng trao đổi, bác của cháu bé đề nghị công an quận Bình Thạnh xem xét lại vụ án vì tội danh khởi tố với Trang là chưa tương thích với hành vi mà người này gây ra cái chết cho cháu bé. Đồng thời cần làm rõ vai trò của người bố vì nạn nhân bị đánh đập nhiều lần trước đó. Trên thi thể có nhiều vết sẹo cũ. Bác cháu bé cho biết trưa 23 tháng 12 gia đình hoảng loạn khi cảnh sát báo tin bé gái tử vong. Tiếp xúc với những người ở cạnh căn hộ bé sống, ông được biết họ đã phát hiện dấu hiệu cháu bé bị bạo hành trong thời gian dài. Cùng với kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy bé bị nhiều thương tích đã cũ, bố của bé không thể không biết việc này. Theo cơ quan điều tra, bố nạn nhân thừa nhận biết Trang dùng roi mây, cây gỗ để dạy dỗ con gái nhưng đã không có động thái quyết liệt để bảo vệ con. Thông tin tuyết rơi ở Sapa những ngày qua khiến nhiều du khách háo hức muốn được đi săn tuyết. Tuy nhiên thực tế nhiều bức ảnh tuyết phủ trắng đỉnh Phan Xipang, thị xã Sapa, Lào Cai là chụp từ đầu năm 2021. Sau đó được nhiều người dùng Facebook đăng lại nhằm câu tương tác hoặc phục vụ cho mục đích bán tour combo khiến cho khách du lịch bức xúc. Cụ thể trong 2 ngày 27 và 28 tháng 12, nhiều khách du lịch bức xúc và đăng trên mạng xã hội Facebook khi bị lừa bởi những hình ảnh tuyết phủ trắng Fancy Pang. Trên các diễn đàn Facebook, nhiều người cũng tỏ ra bức xúc với tình trạng chia sẻ ảnh sai thông tin như hiện nay. Một số du khách đã bỏ ra cả chục triệu đồng để đưa cả gia đình lên Fancy Pang, nhưng khi lên tới nơi chỉ thấy sương mù, mưa phùn mà không có một chút tuyết nào. Đại diện khu du lịch Sun World Fansipan Legend cho biết chiều 26 tháng 12 trên đỉnh Fansipan có 2 tới 3 đợt tuyết rơi nhưng với lượng nhỏ và thời gian ngắn, sau đó thì băng tuyết tan hết. Đài khí tượng Thủy văn Lào Cai cũng cho biết mưa tuyết chỉ xảy ra trong thời gian ngắn hôm 26 tháng 12. Ngày 27 và 28 tháng 12 không có băng tuyết, chỉ có sương muối. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết ngày 29 tháng 12, miền Bắc trời tiếp tục rét về đêm và sáng sớm, nhưng nhiệt độ trong ngày đã tăng. Miền Trung do ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu sẽ gây ra mưa lớn, cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở. Theo đó, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên miền Bắc tiếp tục có rét đậm, có nơi có rét hại về đêm và sáng sớm, trời không mưa. Trong ngày nhiệt độ tăng và ổn định hơn. Miền Trung do ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu gây ra mưa lớn, cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở. Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu nên vào hôm nay, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 80 mm, có nơi trên 100 mm. Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa có mưa, mưa rào và có nơi có rông. Cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 70 mm. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Sau khi Vietcombank công bố miễn phí chuyển tiền thì ngay lập tức phía ngân hàng BIDV cũng có thông báo chính sách tương tự. Tính đến thời điểm này, nhiều ngân hàng đã công bố miễn phí chuyển tiền trực tuyến, giảm phí rút tiền qua ATM nhằm hỗ trợ khách hàng trong đại dịch Covid-19. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV cho biết sẽ miễn 100% phí chuyển tiền trong và ngoài hệ thống cho khách hàng đăng ký sử dụng ứng dụng BIDV Smart Banking qua kênh trực tuyến đến hết năm 2021, miễn phí chọn đời 10 loại phí khi đăng ký sử dụng gói dịch vụ free, trong đó phí chuyển tiền trong và ngoài hệ thống được miễn giảm hoàn toàn, miễn 100% phí chuyển tiền 24/7 trên ATM, giảm 5% phí rút tiền tại ATM ngoài hệ thống BIDV cùng chung xu hướng, từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, ngân hàng ngoại thương Việt Nam Vietcombank sẽ miễn phí hoàn toàn cho các giao dịch chuyển tiền trên kênh ngân hàng số Vietcombank DigiBank, miễn phí duy trì dịch vụ Vietcombank DigiBank và phí quản lý một tài khoản mặc định đăng ký Vietcombank DigiBank. Ngoài những ngân hàng trên, đến nay nhiều nhà băng khác cũng đã thực hiện miễn phí chuyển khoản cho khách hàng thực hiện giao dịch trực tuyến như Techcombank, SHB, MB, TPBank, VPBank, SCBank Kiên Long Banh, AB Banh. Đây được xem là biện pháp để các ngân hàng thu hút dòng tiền gửi không kỳ hạn, loại tiền gửi có lãi suất thấp nhất hiện nay từ người dân. Theo tin từ Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2022 học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nghỉ Tết Nguyên Đán 9 ngày. Cụ thể học sinh nghỉ Tết từ 29 tháng 1 năm 2022, tức 27 tháng Chạp, đến hết mùng 6 tháng 2 năm 2022, tức mùng 6 tháng Giêng, tổng cộng 9 ngày. Trong khi đó, những năm trước, học sinh các cấp thường được nghỉ từ 11 đến 16 ngày. Cũng theo Sở Giáo dục Đào tạo, vì dịch bệnh nên lịch kiểm tra cuối kỳ 1 năm học 2021 2022 của học sinh Trung học cơ sở Trung học phổ thông sẽ được tổ chức từ ngày mùng 10 đến ngày 22 tháng 1 năm 2022, trễ hơn so với kế hoạch năm học do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt cuối tháng 8 năm 2020. Tuy nhiên, lịch nghỉ Tết vẫn không thay đổi so với kế hoạch ban đầu. Theo kế hoạch của một số hãng hàng không thì có khoảng 50 đường bay nội địa sẽ được nối lại trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2022. Các hãng hàng không đã xây dựng phương án vận chuyển cho giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán với 20.000 chuyến bay, cung ứng hơn 3,6 triệu ghế một ngày. Cụ thể, Vietnam Airlines Group khôi phục thêm đường bay giữa thành phố Hồ Chí Minh và Vân Đồn cùng nhiều đường bay địa phương như giữa Hải Phòng và Đà Lạt, Buôn Ma Thuột, Nha Trang, giữa Thanh Hóa và Buôn Ma Thuột, Đà Lạt, giữa Vinh và Buôn Ma Thuột, Nha Trang, Đà Lạt, giữa Huế và Đà Lạt. Các đường bay này dự kiến được mở lại từ ngày 16 tháng 1 năm 2022, tần suất 3 tới 4 chuyến một tuần. Trong khi đó, công ty bay dịch vụ hàng không Việt Nam Vasco cũng có kế hoạch tăng tần suất 28 chuyến một tuần giữa thành phố Hồ Chí Minh và Côn Đảo, 14 chuyến một tuần giữa Hà Nội và Điện Biên. Các đường bay còn lại như giữa Cần Thơ và Côn Đảo, giữa Đà Nẵng và Buôn Ma Thuột, Nha Trang, Đà Lạt, Hải Phòng, Cần Thơ được duy trì từ 3 tới 4 chuyến một tuần. Pacific Airlines dự kiến khai thác gần 30 chuyến một tuần trên các đường bay giữa Hà Nội và Đà Nẵng, giữa thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang, Đà Lạt, Pleiku, Quy Nhơn, Buôn Ma Thuột.